Mến chào khán giả, chúc khán giả mình một buổi trưa vui vẻ tốt lành nhé. Em có mặt tại xã Sơn Đông, nơi đây là bến đò xã Sơn Đông, nó liền với thị trấn Chợ Gạo. Vào buổi trưa người dân đi cũng lai rai rất là đẹp. Khán giả mình cùng xem và kế bên là có một chú vận chuyển vừa sim vừa uống nước, trong cảnh rất là đẹp luôn. Khán giả mình cùng xem ạ. Đây là đò đang đợi khách đứng nha. Vì giấc trưa nên lượng khách sẽ ít hơn buổi chiều và buổi sáng ạ. Đây là một chú đang vận chuyển dừa sim, dừa uống nước. Những cái trái rất là dễ thương. Đây là dừa sim đỏ. Đó là cô chủ là lái đò, chắc là trưa cô ăn cơm, cô xuống dưới mé sông để rửa bát. Đây là bến đò của xã Sơn Đông, nó liền thị trấn Chợ Gạo. Đây qua bên thị trấn Chợ Gạo đó bằng là xuống thị trấn Chợ Gạo và lên Mỹ Tho cũng được ạ. Tuyến đường này cũng khá là trung tâm, những người ở dưới xã Sơn Đông đi qua bên bến đò để đi lên Mỹ Tho hoặc là thành phố rất là nhiều ạ. Và đò đã bắt đầu rời bến của xã Sơn Đông, qua bên mé bên kia là của thị trấn Chợ Gạo ạ. Ở xã Sơn Đông thì có hai bến đò mé dưới là bến đò xã Sơn Đông và bến đò em đang đứng. Mé trên là cách một cây số là bến đò Dàm Kỳ Hôn, bến đò đó rất là lớn. Những cái xe trọng tải như xe 16 chỗ và 7 chỗ thì vào khách du lịch nên đến Mẹ Nam Hải sẽ đi bến đò trên. Còn đây là bến đò dưới, nó nhỏ hơn ạ. Nguyên một cái chiếc ghe chở cây rất là nhiều nè khán giả mình. Đây, nước này bây giờ thì trưa nắng nên xà lan chạy ít, nhưng mà có thỉnh thoảng có chiếc ghe này chở cây quá chừng luôn. Thank you.
Đây là mét trên đò, có hai bên có cây xanh mọc rất là mát à. Cây bằng và có những cái cây gừa nữa. Đây là khách đợi đò. À, phía trên đầu á là có cây gừa che bóng mát à. Nơi đây đứng đợi đò thì rất là mát, rất là tuyệt vời luôn. Những cây gừa có đây, chiếc xà lan, có chiếc xà lan đến luôn. À, và một chú chuyền vừa uống nước á, vừa sim á, bắt đầu chú rời khỏi bến rồi.